Hey, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Chúng ta quay lại với phần 2 của cái tutorial làm da trắng hồng bằng Photoshop và Lightroom. Ok, thì ở phần 2 này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Lightroom ha để xử lý phần da trắng hồng. Ở cái tutorial trước là mình làm da trắng hồng ở trên Photoshop, và trong phần 2 này chúng ta tiếp tục với Lightroom. Như mình nói câu đấy hai lần thì phải, kệ bỏ qua đi. Là sau khi chúng ta import cái hình chúng ta vô ha. Cái hình thì mình có gửi link download ở dưới phần description, tức là phần mở rộng của cái video này trên YouTube channel HP Photoshop của mình ha. Các bạn có thể vào hpphotoshop.com, click vào trong phần YouTube channel thì các bạn sẽ vô được channel và các bạn sẽ thấy cái này. Nhớ click subscribe để chúng ta không bỏ lỡ một cái tút nào ha. Click subscribe ngay phía dưới này, coi nút này, click vô, xong rồi bấm nút vô đăng ký. Rồi, cảm ơn các bạn đã. Được rồi, ok, quay lại đi, vô tập trung chính ha. Sau khi import vô rồi, các bạn có hình như thế này. Việc đầu tiên chúng ta tăng sáng lên. Giống như cái tutorial trước trong Photoshop đó, mình cũng tăng sáng. Ở đây chúng ta cũng sẽ tăng sáng đơn giản bằng exposure. Trong exposure, mình sẽ tăng sáng lên một chút xíu, có thể đẩy nó lên vừa phải thôi. Ví dụ như là cỡ 143. Ok, để 143, để ngoài này nó vừa đủ cháy thôi ha. Tiếp tục highlight, có thể là mình sẽ ok cho highlight đẩy lên tí xíu đi. Shadow, shadow tức là cái vùng bóng mờ đó, thì shadow mình sẽ cho nó lên chút xíu để cho nó bớt cái những cái bóng tối ở đây, mà cho nó sáng sủa lên tí. Đây là hơi sáng quá thì phải. Có thể là 13, ok rồi. White là cái điểm trắng, mình sẽ kéo nó về tí xíu thôi để cho nó không có bị cháy quá ha. Tiếp tục là black. Black thì ở đây mình sẽ cho nó vừa chạm, để ý trên histogram là cho cái điểm black nó vừa chạm vô thôi. Vừa chạm vô rồi, ok. Clarity, vibrant cũng sẽ tăng lên một chút xíu để cho nó màu chúng ta nó đậm đà lên một tí, và clarity giảm đi tí để cho nó ảnh bớt cái chi tiết đi ha, để cho nó mịn màng lên mà. Rồi ok, đó là cái phần sơ như vậy. Tiếp theo xuống dưới chút xíu, thằng này nhân vật chính chúng ta đây ha, color, ngay tab color này, nhưng mà từ từ quay lại thằng đấy. Bây giờ mình sẽ tăng cái noise reduction lên mạnh tay một chút xíu để cho nó mịn màng cái hình hơn. Với phần lens correction thì có lẽ là mình sẽ không enable profile correction đâu, tại vì nó bật rồi đó. Các bạn sẽ thấy là cái ảnh ta bị mất đi cái chiều sâu, tại vì cái những cái bạn nào sử dụng full frame á thì cái hiệu ứng mà nó dạng như là hơi tối tối góc á là một cái hiệu ứng đặc sản của thằng full frame, và mình cảm thấy cái hiệu ứng này khá là tốt, tại vì nó làm nổi bật được cái chủ thể chúng ta lên khá là nhiều. Cho nên ở đây mình chỉ có remove chromatic aberration, tức là bỏ cái hiệu ứng, bỏ cái viền tím đi thôi. Ok, tiếp tục xuống dưới phần Camera Calibration. Nhiều bạn thắc mắc không hiểu cái Camera Calibration này là cái gì, thì đại khái các bạn hiểu nó là dạng như là chúng ta căn chỉnh lại cho nó một cái dạng chuẩn thôi. Tại vì ở đây chúng ta có thể thấy là những cái profile này, profile thì cái này nó đi theo cái camera của các bạn, máy chụp các bạn á. Thông thường chúng ta cứ để vào Adobe Standard là không có cái profile nào hết á, là trung bình thôi ha, chúng ta dễ chỉnh hơn. Ở dưới những cái phần dưới này các bạn có thể thấy những cái như là shadow, red primary, green primary, blue primary, red, green, blue là ba cái kênh màu chính. Chúng ta có thể ý là những cái máy khác nhau thì nó có thể cái sensor của nó có thể là nó nhận cái màu sắc nó khác nhau ha. Cho nên là ví dụ như là có thể cái màu xanh của thằng Leica nó có thể nó sẽ khác cái màu xanh cơ bản của thằng Sony chẳng hạn vậy. Tương tự Canon, Nikon chẳng hạn thế, thì ở đây chúng ta có thể căn chỉnh lại. Ví dụ như là của Canon thì có thể là nó xanh nó nhiều hơn chút xíu, để đây chúng ta có thể tăng lên tí để cho nó giống giống một Canon, đại khái như vậy, là chung chung thế thôi. Đại khái chúng ta xét lại cái màu xanh cơ bản á, cái màu xanh gọi là cái màu xanh kinh màu xanh á, thì cái màu xanh nào làm chuẩn thì chúng ta có thể tăng giảm lên ha. Thì đại khái là đây giống như chúng ta blend màu thôi ha, chứ còn nếu mà nói cái nào là chuẩn thì chẳng bao giờ có cái nào gọi là chuẩn cả. Khi chúng ta tăng giảm ấy, các bạn có thể thấy là tăng giảm những cái phía dưới ấy này thì nó cũng sẽ tăng giảm những cái chi tiết màu khác, tại vì những cái red, green, blue là ba cái màu cơ bản mà, khi thay đổi một cái màu thì tất cả những cái màu khác nó cũng sẽ thay đổi theo ha. Thì tương tự như vậy, có thể
đây mình sẽ tăng cái hue của green primary lên chút xíu ha, để cho cái màu xanh nó đậm đà hơn một chút xíu, nó chuyển qua cái màu xanh nó mát mắt hơn, màu xanh lá cây á. Tương tự khi mà mình tăng như vậy thì những cái màu đỏ này nó cũng sẽ có một chút xanh, gọi làm sao nhỉ, cái màu xanh trong cái vùng màu đỏ á, thì nó sẽ rực hơn một chút xíu và làm cho cái màu hồng á, nó sẽ có cảm giác như là nó khử bớt vàng đi tí xíu á. Đó là một cái ok, nó hơi khó giải thích một chút xíu nhưng mà các bạn để ý như vậy là được rồi. Giờ khi chúng ta tăng lên này thì bạn sẽ thấy là chúng ta đã giảm vàng đi xíu ở cái vùng green ha. Tương tự vậy những cái thằng khác nó bị thay đổi theo hue saturation, hue ấy cái blue primary, tương tự như vậy có thể tăng cái saturation lên chút xíu để cho cái màu nó đậm đà hơn cái màu xanh. Ok, vậy là được rồi, cảm thấy vậy là khá ổn. Phía trên này cái tin như mình quay lại trên này tí xíu thì mình cảm thấy là cái màu của đây nó hơi có bị ảnh hưởng chút xíu ở cái màu xanh lá cây, cho nên là mình sẽ tăng cái tin lên chút xíu để cho nó hồng hồng hơn, nhẹ nhàng thôi, khoảng cỡ mười mấy thôi. Ví dụ như là ok cỡ 14 là mình cảm thấy ổn, nó hồng hơn khá là nhiều. Giống như là các bạn sử dụng cái color balance ở trong Photoshop vậy ạ, thì cái thằng tin này y chang thôi. Rồi ok, quay lại với nhân vật chính của chúng ta, thay đổi màu ở trong cái vùng, những cái vùng da của mẫu. Ok, thì đây là cái vùng red ha. Ở đây chúng ta không cần phải chỉnh yellow tại vì nó có cái vùng orange là cho chúng ta rồi. Như ở trong Photoshop thì nó không có cái vùng orange này mà nó chỉ có yellow với red, thì mình chỉnh red và yellow. Còn ở đây nó có cái màu orange, tức là màu cam rồi, thì chúng ta chỉ cần chỉnh red với lại orange thôi, yellow không cần động tới. Ok, thì đây mình sẽ có thể là tăng cái luminance lên tí cho nó da nó sáng hơn. Saturation, hue, hue thì đây mình có thể là mình sẽ chuyển cho nó hơi hơi màu vàng vô. Nãy giờ khử ở dưới quá nhiều rồi, đây mình thêm một tí xíu để cho nó đỡ, gọi là đỡ bị không có tự nhiên nữa mà. Ok, tiếp tục màu orange. Khi bạn đẩy orange này, nó hiện hiển thị ra khá là rõ tại vì vùng da mà nó có cái orange, tức là cái màu cam á, thì đây là mình sẽ đẩy nó lên chút xíu, nhẹ nhàng thôi tại vì ở phía dưới này nó cũng bị ảnh hưởng theo đó, cho nên là vừa thôi. Riêng cái saturation của orange này có thể chúng ta tốt nhất là không nên chỉnh ha. Ok, ở đây mình sẽ đẩy trừ cái hue orange đi một chút để cho nó hơi ngả một đỏ một tí thôi. Ở phía bên này mình đã khử vàng rồi thì bên này mình phải lại tăng, có chỗ tăng có chỗ giảm, như vậy nó phối hợp với nhau và nó khá là an toàn. Ok, ở đây chúng ta đã có cái hình ta rồi. Các bạn sẽ bấm phím gạch thẳng ở phía trên cái bàn phím, các bạn sẽ thấy là before này, after, before, after, before, after, yeah. Hoặc là bấm phím y dài nó cũng sẽ ra thôi. Cái máy của mình đã đang hơi chậm tại vì mình vừa quay phim mà vừa vừa làm nữa thì máy nó trụ không nổi, cho nên là các bạn thông cảm. Ok, và thôi. Ở đây mình có thể là mình cảm thấy nó hơi sáng quá thì có thể là mình sẽ giảm đi một chút xíu. Vậy thôi, ok. Đó. Có thể phía này mình cho nó sáng hơn tí xíu, mình sẽ sử dụng cái gradient tăng sáng lên nhẹ nhàng thôi và mình sẽ kéo ra đại tị. Rồi, xong. Done. Tiếp tục chúng ta có thể retouch lại một chút xíu bằng cái đâu rồi? Đây. Spot removal, chúng ta có thể retouch lại những cái vùng mà nó bị không có sạch lắm trên da, hoặc như trên cái cửa sổ này chẳng hạn, thế cũng lau dọn nó đi cho nó sạch sẽ ha, cho da này nó sạch sẽ hơn thì nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi ok, thì đó là cái cách làm bên Lightroom. Cái Lightroom này thì nó khá là tiện dụng tại vì chúng ta có thể copy những cái preset này lại được ha. Ví dụ như là đây hình này mình xong rồi thì mình chọn hình này, xong mình có thể chọn những cái hình, đè phím Ctrl này chọn thêm những cái hình khác, rồi mình có thể là sync ha. Sync ở đây không phải là KH đâu nha, nhưng mà sync đây là đồng bộ ha, mình đồng bộ đây là mình sẽ synchronize thì tất cả những cái điều chỉnh ta nó sẽ bay qua hình khác khá là nhanh. Tương tự như vậy chúng ta có thể lưu lại thành một cái preset chỉnh màu da. Những cái preset thì mình không có nói làm gì ha, tại vì mình không có cản các bạn sử dụng reset, nhưng mà
Cần lưu ý á, là những cái preset mà những người khác người ta làm á, là dựa trên hình của người ta, cho nên là có thể là khi mà áp dụng vô cái hình của mình á, thì nó sẽ không có hợp, thì lúc đó chúng ta cần phải chỉnh lại. Thì nhờ những cái mà chúng ta nãy giờ mình trình bày á, thì các bạn sẽ biết được là ở mình cần chỉnh chỉnh lại cái gì để cho nó phù hợp. Ví dụ như là đây các bạn có thể thấy là nó cháy tan bành cái khuôn này luôn, thì có thể là mình sẽ giảm sáng lại chút xíu hoặc là bỏ cái gradient. Đây bật cái này, bỏ cái này đi, tại vì góc bên này nó đâu có bị. Ok, đây. À, đây có thể giảm sáng đi chút xíu chẳng hạn vậy. Đó, như nó sẽ hợp hơn. Tương tự bên này có thể nó hơi cháy tí xíu, chúng ta có thể giảm sáng đi. Đó. Thì đó là cái cách chúng ta sử dụng trên chỉnh sửa cái màu da hồng hào ha, trắng hồng ở trên Lightroom. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tốt dài, và mình có giới thiệu chút là mình có một cái khóa học Photoshop cơ bản ha, dành cho những cái bạn mà chúng ta mới tập về Photoshop á, thì các bạn có thể lên hpphotoshop.com. Ở trên này mình có bán cái khóa học với giá là 500 ngàn một bộ đĩa DVD. Xem nội dung, có thể các bạn có thể xem nội dung khóa học xem có phù hợp với mình hay không ha. Những cái khóa học này thì mình cái khóa học này á, thì mình hướng đa phần là vào cái phần là plan, là tương đối ha, tương đối. Cho nên là nếu cần thì các bạn có thể xem đây, hoặc là vô fanpage của mình tại facebook.com xoẹt Hoàng Phúc Photoshop, thì các bạn sẽ vô cái fanpage và các bạn có thể hỏi mình thêm thông tin ở đó, hoặc là ghi thông tin ở đây, chính xác họ tên, email và tin nhắn ở đây, thì mình sẽ trả lời email của các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tụi này, và mình nhớ subscribe để theo dõi những cái tutorial sau của mình nữa. Rồi, bye bye.